ơi, con hồ ly á, ông biết gì không? Nó sắp cưới chồng, mà nó cưới chồng nó để làm gì? Nó về nó ăn thịt, ở nó ăn gan. Ủa ghê lắm, ghê lắm, đừng có ai lại gần nó đó nha. Cái gì? Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto. Đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Sao giờ này Tô Gà vẫn chưa ngủ, còn ngồi gì ở đây thế nhỉ? Alo. Ôi, giật cả mình, tôi đang coi TV mà cô làm cái gì vậy? Sao giờ này anh coi? Really nigga. Ủa sao anh đập cái TV vậy? Tại cô hết chứ ai, tôi đang coi mà cô làm tôi giật mình thôi, không coi nữa, bực mình quá thôi. Đi làm cái khác đi. Ê, sao cô đánh tôi? Sao giờ này không đi ngủ? Chưa buồn ngủ, đang bực mình, hỏi sao chi? Sao bực? Anh Kiên, anh vẫn còn ghen với Sơn Thần đúng không? Nhìn cái mặt tôi mà ghen hả? Thôi, cô đừng có nói nữa. Tôi đi kiếm gì uống. Nguyên chữ ghen luôn á. Em này nha, không có đùa nha. Đâu, đứng im cho coi, đứng im cho coi ơi. Không. Đó, Nguyên chữ ghen chữ bật. Mà có gì đâu ghen trời ơi. À, tụi tôi là bạn thôi mà, bạn nhau mấy nghìn năm. Cái gì, mấy nghìn năm luôn hả? Bạn gì mà dữ vậy? Bạn gì mà mấy nghìn năm tôi quen cô chưa được năm nữa mà người ta quen cũng mấy nghìn năm luôn. Tại vì tôi với Sơn Thần bất tử. Anh có bất tử đâu mà anh đòi mấy nghìn năm. Tôi không có bất tử nhưng mà tình yêu tôi bất tử. Anh yêu ai chưa mà bất tử? Không, tôi nói vậy thôi chứ tôi không biết. Vậy là nghe với Sơn Thần thiệt á hả? Không biết, nhưng mà ủa tại sao tôi cũng chưa hiểu lắm, Sơn Thần nó từ đâu ra vậy? Tại sao nó lại có tên là Sơn Thần? Tại sao nó lại gặp cô nữa? Trong cái lúc mà trời đang mưa như thế này, anh lại không buồn ngủ. Thôi thì để tôi kể cho anh nghe chuyện vào khoảng hơn 1000 năm trước, lúc tôi với Sơn Thần gặp nhau lần đầu tiên nhá. Thôi không có nghe. Ơ, phải nghe. Kể đi, okay. Ngồi lên ghế đi. Không ngồi đây đâu, ngồi đây rất đẹp nè. Ngồi đây có mưa mới đẹp nè. Nè, ngồi đâu, con ngồi lên đi. Ok, ngồi đó đi, tôi ngồi dưới đất. Ok chưa? Ok. Chuyện là lúc đó tôi là một con hồ ly thành tinh. Tôi đã vô tình đi đến được một ngôi làng thì tất cả những bọn đàn ông con trai ai nấy cũng đều gục ngã mê mệt hết. Dù là đang làm gì đi chăng nữa chỉ cần thấy tôi thôi là hai mắt sáng rực, mất hết lý trí luôn, rồi gục ngã hết. Ủa hôm nay bắn ế quá. Ôi, xin chào cô gái. Ủa, gì vậy? Mấy người này bị gì vậy? Ôi, đây là chỗ nào nữa vậy ta? Để mình kiếm đường đi vào trong xem mới được. Anh biết vì sao không? Không. Sao anh ngu quá vậy? Ôi, chửi thương ngu luôn hả? Rồi vì sao vậy hết coi? Tại vì tôi quá đổi lên xinh đẹp. Bị khùng nữa. Không có bị khùng. Ok. Rồi những cái người con gái trong cái làng đó đó tự nhiên ghét tôi, cho nên là không một ai là muốn làm bạn cùng với tôi. Lúc nào tôi cũng bị xua đuổi hết á. Thấy con nhỏ bên kia không? Đó nó phía sau. Ấy. Ủa nó chạy. Nhìn đó là nó có gì đâu thu hút nam nhân chứ ha. Anh rớt của tao tự nhiên á, anh mê của nó luôn à. Tức ghê luôn. Trời ơi, chồng tao mà còn đi heo nó nữa mà nó chi. Trời ơi, cái. Ê, trời mưa ơi. Thôi đi về đi. Lần sau phía 8 rồi. Mới mua ướt hết trơn rồi nè. Nhưng mà lúc mà tôi đang ngồi ở một cái hàng quán đồ ăn thì ông chủ mời tôi một món ăn mà tôi rất là thích. Cái này chắc là đường vô nè. Chào quý khách. Ông chủ. Ngươi là ông chủ nơi này đúng không? Ngươi đừng có xỉu nha. Đúng rồi. Ủa, cô từ xa đến hả? Sao cô thấy cô lạ quá? Ừ đúng rồi, tôi từ xa tới. Ủa nhưng mà ở đâu vậy? Cô có khay nước không? Đây vậy? Tôi là chủ quán này không? Cô khay nước không? Cô uống miếng nước nè. Ủa nhưng mà mấy cái này là mấy cái gì vậy? Sao tôi nhìn thấy lạ quá vậy? Đó là ốc nghêu với trái cây. Còn cô muốn ăn thịt nướng không? Ở đây chúng tôi có vài miếng thịt bò nướng nè. Thịt bò hả? Cô ăn đi. Cái này là thịt bò hả? Ừ đúng rồi, thịt bò nướng á. Wow, cái này lạ. Đó là thịt bò thượng hạng á. Những người nào xinh đẹp như cô mới được thưởng thức cái món thịt bò thôi. Cô ăn thử đi. Để tôi ăn thử xem nào. Ngon chưa? Ôi ngon thiệt. Cái này gọi là cái gì đây ông chủ? Thịt bò hả? Đúng rồi, thịt bò xiên que. Bò, ngon lắm. Thịt bò. Nhớ cái tên này mới được. Trời ơi, ngon quá. Thịt bò. Ủa, cô muốn ăn thêm không?
Đây đây ở đây quá trời nè, mời quý khách. Tôi lấy bao nhiêu cũng được hết phải không? Ừ, lấy bao nhiêu cũng được hết, không sao đâu, cứ ăn đi. Trời, thoải mái. Tôi cảm ơn ông chủ nha. Ngon quá à, cảm ơn. Ê, khoan, coi trả tiền. Tiền là cái gì? Cô ăn đi, không cần đâu. Ăn đi. À coi, có gì cô cứ ghé quán tôi đi. Quán tôi là luôn luôn chào đón cô miễn phí luôn. Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được, cứ ghé quán tôi nè. Tôi có thể ăn thịt bò ở đây bất cứ lúc nào luôn hả? Đúng rồi, à, thích luôn, cho cô hết luôn á. Nhớ nhưng mà nhớ ghé quán nha. Ok, cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu, cô cứ ăn đi. Đó là món gì? Món gì ạ? À? Thịt heo. Ây da, thịt bò đúng không? Nghe là biết rồi còn bảo nữa. Đúng rồi, thịt bò đó là lần đầu tiên tôi được ăn thịt bò và tôi biết thịt bò từ đó luôn. Rồi xong rồi bây giờ nó mới báo hại tôi ngày nào cũng phải làm thịt bò, tôi ăn muốn ngán luôn rồi. Thế anh không muốn tôi ăn thịt bò nữa chứ gì? Không lẽ quan thịt tôi hả? No. Ta không ăn thịt con người. Thịt con người à, không ngon. Vậy và thế là lúc mà tôi đang ngắm trăng thì ông chủ mà cho tôi ăn thịt bò, ông ta ông tặng tôi rất là nhiều thịt bò luôn. Tôi rất là tốt nha, tôi ngồi đó tôi nói chuyện với ông. Tôi có mang tí thịt bò cho cô nè. Thịt bò này tôi mới vừa làm á, nên cô cứ ăn thoải mái đi. Không cần trả tiền đâu, nhiều lắm. Chỗ tôi okay. Nhiều thịt bò lắm đó. Ok, cảm ơn chủ nha. Đó nè, còn nè. Còn nè, đó. Ủa nhưng mà thịt bò tôi là số 1 mà. Bán xong rồi hả? Bán xong rồi. Ừ, còn dư nè nên cô lấy. Nếu như mà ông có rảnh thì ông ngồi đây ông nói chuyện với tôi cũng được. Tôi cũng đang buồn lắm, không ai chơi với tôi hết trơn. Ủa? Vậy hả? Đây ngồi ngắm trăng mà trăng đẹp quá trời luôn. Hôm nay tâm sự với ông xong cái tự nhiên có một đám người tới. Trời ơi, rồi quánh tôi. Trời ơi, nó này kìa, nó kìa. Ừ, trời ơi, coi nè, chỗ tôi còn nhiều thịt bò lắm, cứ ăn thoải mái đi. Trời ơi, cái thằng có hồn. Trời ơi, hai đứa mày nó mua hành quá rồi. Chạy chạy. Mày đứng lại. Trời mệt quá vậy. Cho ăn thịt cho mày. Ê, mày đi. Thở cái coi. Mệt. Có nhà không có thịt ăn mà đi cho gái. Mày ngon lắm. Ủa, không kia đâu. Ai biết, chắc chị đâu rồi. Mày hôm nay mày tới sớm vậy tao. Tao đánh mày không ba má mày không nhận ra mày luôn. Ê. Đứng lại. Thế là tôi chạy vô rừng xong rồi tôi bay lên một cái chỗ. Và lúc đó tôi đang rất là tức giận. Bây giờ chắc không ai thấy nữa. Thế mình phải chạy lên trên núi mới được. Và anh biết tôi gặp ai không? Tôi gặp Sơn Thần. Đấy. À, thì ra là gặp Sơn Thần. Thôi vậy là. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Sơn Thần. Lúc đó hắn rất là đáng ghét. Không khác gì bây giờ. Mà đáng ghét. Bực bội. Dám đánh ta. Mấy cái bài kỳ cục. Ta có làm cái gì đâu. Bực bội. Ủa? Ngươi làm cái gì vậy hả? Con hồ ly tinh kia. Ủa? Sao ngươi biết ta là hồ ly? Mấy bữa nay ta có nghe thấy ngươi rồi đấy. Nhìn sơ qua đúng là ngươi có nét xinh đẹp thật chẳng là lạ. Khi mà những đàn ông người phạm kia là bị mê hoặc bởi ngươi. Thế tại sao ngươi không giống những tên đó không bị ta mê hoặc chứ? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ngươi là một tên kỳ lạ. Ta đây là Sơn Thần, là người cai quản vạn vật nơi đây. Mọi cây cỏ, mọi sinh vật ta đều biết hết, kể cả ngươi. Và ngươi đang nằm trong nơi cai quản của ta đó. Ngươi nghĩ sắc đẹp của ngươi đủ làm mê hoặc một vị thần oanh minh chính đại như ta đây hả? À, thì ra là thần sao? Nhưng ta đang bực mình, cãi ngươi. Bây giờ đây là nơi của ta. Ngươi hãy mau cút đi, đừng làm nơi đây loạn lên nữa. Chắc ta thèm á. Đúng là ồn ào thiệt mà. Và mấy cái người đàn bà ở trong cái làng đó đó, đàn bà con gái luôn, mấy người đã đi năn nỉ một cái bà pháp sư có ở trong làng. Nam nhân chim trong cái làng này á, rồi nó mê mẩn con nhỏ nào đó mới vô làng, nó quyến rũ chồng tôi, tao còn quyến rũ một người yêu của con này nữa. Trời bà giúp con nhỏ đi trời. Con nhỏ ra trong màu tím cái tên Abi á. Rồi chờ bà giúp tôi quay mặt vậy ta. Anh nhớ cái bà pháp sư đâu, cái bà pháp sư mà hại anh mấy bữa nay bà á. Phù thủy mà cái bà mà giết tôi hả? Bà đó lúc đầu là pháp sư đó, nhưng bây giờ bà là phù thủy. Rồi anh có biết bà, cái bà đó đó, bà nghĩ ra cái cách gì để khiến cho tôi không làm phiền mọi người nữa không? Lấy băng keo dán cái miệng cô lại. Bà sẽ tìm cho tôi một chàng
trai để kết hôn với tôi. Khi mà kết hôn á, sẽ có những cái lời hứa hẹn với nhau á. Và anh có biết khi mà hồ ly một khi đã hứa với ai là sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa hiểu không? Cho nên là những người đàn bà đó khi nghe tin tôi sẽ kết hôn với những cái nam nhân trong làng đó thì... mọi người ơi, trong làng có một con cái hồ ly, nó chuyên đi bóc ghen bóc ruột của nam nhi. Và nó ăn và nó dụ dỗ đó mọi người. Trời ơi, con hồ ly á, ông biết gì không? Nó sắp cưới chồng, mà nó cưới chồng nó để làm gì? Nó về nó ăn thịt, rồi nó ăn gan. Ủa ghê lắm, đừng có ai lại gần nó nha. Cái gì? La 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 la. Tân lang của ta đâu mất rồi? Ta đang ngồi đây đợi chàng đây, chàng đâu tới đi? Thiệt là nôn nóng quá đi, không biết tân lang của mình là người như thế nào? Có đẹp trai không? Này, bình tĩnh đi. Nghe ta nè. Nghe ta đi. Ngươi có biết là ta đang rất là tức giận không? Chứ bây giờ ngươi đang làm mọi thứ loạn lên á. Hãy nghe lời ta nói, bình tĩnh. Bọn người phàm này dám lừa ta, ngươi có biết không hả? Tại sao ngươi cứ ngăn cản ta hoài vậy? Tại sao ai cũng ghét ta chứ ta không làm hại ai cả. Ta muốn biến thành người. Ngươi là thần, chắc chắn ngươi sẽ biết cách cho ta làm người mà đúng không? Ngươi chỉ ta đi. Ta muốn biến thành người, ta không muốn bị ai ghét. Bây giờ điều đầu tiên ngươi cần làm là nín đi. Ngươi khóc cái là mọi thứ đang ngập đục hết trơn á. Ta rất là bực bội, ngươi có biết không ạ? Ta hiểu. Sơn thật. Sao? Ta đói quá. Ta thèm thịt bò. Ui, có con bò nè. Ngon quá. Hết đói à? Đúng là con hồ ly thiệt chứ. Lì lợm ham ăn. Ê, hồ ly. Ngươi biết ngươi vừa làm gì không hả? Làm gì cơ? Ngươi vừa giết đi con thú vật của ta đấy. Ngay trước mặt ta nữa chứ. Bây giờ ngươi kêu ta giúp ngươi hả? Được cười dữ hả? Ngươi dám nói ta ăn nhiều tham ăn mà lại còn ly lợm hả? Thế thì ngươi là sao một nữa? Cái tên thần cây bo. Có một con bò thôi mà làm gì ghê vậy? Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đang bỏ một con gặp ngươi nữa. Ta đi đây. Cút đi. Ê, nhưng mà khoan. Khoan. Sơn thần. Cái gì? Chỉ ta cách làm người đi. Ở đây á, ta nghĩ chắc chắn chỉ có một mình ngươi biết thôi. Tại vì ngươi là thần mà đúng không? Chỉ ta cách làm người đi. Đi. Được rồi, giờ ngươi tránh cút khỏi mắt của ta đi. Cái tên này ta chưa nói xong mà ngươi dám biến mất hả? Bực bội quá. Cái lũ người phàm đáng ghét này dám lừa ta. Kể cả tên sơn thần cũng dám lừa ta. Được lắm. Đau hết rồi. Đủ con người. Giờ này ngủ hết rồi sao? Này, ngươi đã làm đủ lắm rồi đó. Ngươi đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ rồi. Ngươi không muốn ta chỉ ngươi cách chuyển thành con người hả? Ngươi cút đi. Lúc nãy ngươi có nhớ ngươi nói với ta cái gì không hả? Cút đi. Đồ thần đáng ghét. Và cái tên sơn thần đó đó, lúc mà hắn ta cứ nói tùm lum tùm la với cái mục đích là để kiềm chế ta lại đó, nhưng mà ta vẫn không nghe. Tại vì ta rất là tức, có hiểu không? Nên ta đã chạy xuống ngôi làng định trả thù, nhưng lại gặp bà pháp sư. Lũ người phàm đâu rồi? Ngươi dám lừa ta? Con hồ ly, mày dám làm càn ở cái làng của tao? Ngươi vừa làm gì ta vậy? Ngủ một tí đi rồi ngươi sẽ biết. Mọi người nghe tin là ta đã bị phong ấn vào bức tranh, cho nên mọi người đến đền để xem rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Câu chuyện đã được truyền tay từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác, đến đời của anh, có thể gọi là truyền thuyết. Và anh đã nghe truyền thuyết về tôi rồi đúng không? Ôi đúng rồi, đồn là nó đẹp thiệt, nhưng mà con này ranh ma quá. Trời ơi, đúng rồi, này đúng đẹp thiệt chứ. Trời ơi, hên quá. Ôi, mình cũng đây là đáng không bị mê hoặc nữa rồi. Công nhận cái này đẹp thiệt. Ủa, bỏ tôi không đẹp hả? Ông nói kỳ vậy? Đẹp mới lạ, tao chạy. Đi dưới, để tôi sợ đây mình lắm. Chuyện cổ tích gì cô? Truyền thuyết.
biết hồ nó dính đuôi. Cái hiểu. Đó, đó là lúc mà anh thấy tôi trong cái bức tranh và anh là người đã giải thoát cho tôi. Thì ra là vậy. Anh cảm giác như thế nào khi được chính hồ ly trong cái câu truyền thuyết đó kể lại cho anh nghe câu chuyện này? Nói thật ra thì tôi cảm thấy hối hận vì đã tháo bức tranh đó xuống. Ây da. Ủa, nhưng mà Sơn Thần là thần mà sao không cứu cô? Ta không biết, ta tên đó chắc là hắn giận ta lúc ta giết bò của hắn, ta ăn trước mặt hắn, không ta giận ta cho nên không cứu ta luôn. Nhưng mà nói chung là ngươi đừng có nhắc đến nữa, ta rất là bực bội. Tại vì hắn ta không chịu cứu ta chỉ vì ta ăn thịt bò trước mặt hắn á hả? Tôi nghĩ nếu là thần chắc không phải vì mấy chuyện cỏn con như cái chuyện ăn thịt bò mà không giúp cô đâu. Chắc hẳn sẽ có một cái lý do gì đó khác nữa. Mà tao không biết có thể vậy. Thôi tôi không biết, tôi không biết, đừng nói nữa. Tôi đi ngủ đây, tôi buồn ngủ rồi. Anh ngủ nghe đi. Tôi kể chuyện rồi đó, cho nên mai nhớ nấu thịt bò ngon ơi là ngon nha. Giờ không ăn hả? Không, bây giờ đi ngủ. Tạm biệt. Ăn đi, ăn đi. Thanh kêu tôi ăn hoài vậy. Ok, vậy thôi đi ngủ. Ok, đi ngủ. Sơn Thần, đừng có tốn công tốn sức để cứu con hồ ly đó ra nữa. Ta đã cho nó một lời nguyền rồi. Nếu như mà nó có được tình yêu đích thực thì nó sẽ được khó. Còn không thì nó sẽ ở trong đó mãi mãi. Giờ chuyện của người phàm ta không đụng vô thì người cũng đừng có xía vào. Hiểu chưa hả? Được, vậy thì để ta xem con hồ ly đó sẽ kiếm được tình yêu đích thực hay không. Nghĩ ra nó sẽ ở trong đó mãi mãi.